Trận đấu hấp dẫn giữa câu lạc bộ Topelan Bình Định và Công an Hà Nội diễn ra lúc 18 giờ trên sân Quy Nhơn. Dù đội Công an Hà Nội được đánh giá cao hơn, đội Bình Định hứa hẹn chơi tấn công phóng khoáng để tìm kiếm chiến thắng sân nhà. Trong trận đấu khác, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định tiếp đón câu lạc bộ Viettel trên sân Thiên Trường. Cả hai đội đều rất quyết tâm giành chiến thắng để tranh ngôi đầu bảng. Đội Nam Định với lối đá khó chịu và lợi thế sân nhà hứa hẹn là đối thủ khó chịu cho câu lạc bộ Viettel. Cuối cùng, trận đấu giữa câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội diễn ra lúc 18 giờ trên sân Hà Tĩnh. Đội chủ nhà tự tin sau kết quả hòa với đội Công an Hà Nội ở vòng đấu trước.